Hi, chào mừng tất cả quý con nông dân mình nha. Thì hôm nay thì Nam cũng đang đi thăm cái vườn sầu riêng của ông anh. Thì vườn sầu riêng này thì theo như dự định á, thì hai anh em bàn tính nhau á, thì hiện tại giờ là Nam đang thúc cái cờ đọt này, là cái cờ đọt này nó đang lụa nè quý con, đang hiện tại giờ lụa nè. Thì Nam sẽ thúc thêm một cờ nữa, thì mình sẽ tiến hành là cờ sau là mình xử lý làm bông nữa quý con. Như hiện tại giờ là vườn sầu riêng này á, thì cây này là gơ vào tầm khoảng là 4 năm. Thì anh chủ nhà vườn ảnh cũng muốn làm gọi là mùa nghịch. Thì theo như yêu cầu của ảnh thì Nam sẽ tiến hành xử lý làm mùa nghịch luôn nha quý con. Thì sẵn tiện đây thì ngày hôm nay Nam vô Nam quay cái clip gửi đến tất cả quý con nông dân ta. Thì vườn này thì cây thì nó cũng khá là gọi là đều. Tại vì vườn này là vườn này thì Nam hỗ trợ tư vấn cho ảnh là từ lúc mà giai đoạn cây con tới giờ. Vườn này là làm từ lúc mà cây con tới giờ nè. Thì ngày hôm nay thì bắt đầu là cây nó được khoảng 4 năm rồi. Thì cây này là bắt đầu là xúc tiến, là bắt đầu là thúc thêm một cơ nữa là Nam sẽ làm bông. Nam sẽ làm bông mùa nghịch vụ nha. Thì sắp tới đây thì Nam sẽ ra nhiều cái clip về cái vấn đề là sầu riêng. Thì cũng rất mong tất cả quý bà con nông dân nhà vườn của chúng ta cứ việc đăng ký kênh ủng hộ giùm cho Nam đi. Thì Nam sẽ cập nhật những cái video á, thì bà con nông dân chúng ta sẽ thấy được những video mới của Nam làm ra nha. Thì vườn này thì Nam cũng đang gọi là dưỡng quyết liệt cái cơ đọt này. Thứ nhất là cơ đọt này không để cho sâu gầy nó tấn công, không bị sâu gầy tấn công nè. Cái thứ hai nữa là mình sẽ thúc thêm một cơ nữa để cho cây nó đủ cái dàn lá, cái là bắt đầu cái cơ sau là tiến hành Nam sẽ tạo mầm. Thì nhiều anh em hỏi Nam á là thường mùa nghịch á, ở miền Tây á, thì tháng mấy mình làm. Thì ở đây thì sẵn tiện đây thì Nam cũng chia sẻ luôn. Mùa nghịch của miền Tây á, thường á thì mình sẽ lên mầm xong rồi là cái thời gian mà mình đẩy mầm cũ á, là nó rơi vào tầm khoảng lối cỡ khoảng là gầm tháng tư là mình sẽ bắt đầu đẩy mầm phủ. Tháng tư gầm tháng tư nè, rồi tháng 5, tháng 6 mình sẽ đẩy mầm phủ nha quý con. Thì đối với trường hợp sầu riêng á thì Nam cũng có đôi lời chia sẻ với những anh em là mùa thuận này nè, mùa nghịch này nè. Thì đối với trường hợp mùa nghịch á thì mình làm sao á, mình đẩy mầm phủ rơi vào khoảng tháng 4 và tháng 5 là ok nhất. Còn lối cỡ khoảng mà gầm hoặc là 20 tháng 6 á mình đẩy á, là quý bà con nông dân của chúng ta sẽ vô cái đợt mà gọi là Tết Tây. Bán ngày đợt Tết Tây là có thể là giá nó sẽ không được cao nữa con. Thì hàng năm Nam làm, Nam để ý thì có những cái nào mà Nam thấy ok thì Nam chia sẻ quý con nông dân chúng ta. Còn những cái nào mà quý con nông dân chúng ta nhiều khi mà vụ đầu mình làm mùa nghịch á, nhiều khi quý con nông dân chúng ta cũng chưa biết được cái thời điểm nào là giá cao. Thì Nam sẵn tiện đây thì Nam chia sẻ quý con nông dân chúng ta thì đẩy màn phủ á thì né dùm cho Nam cái thời gian là gầm tháng 6 hoặc là 20 tháng 6. Là cái thời gian đó là cái tiết bông nó rất là mạnh luôn quý con. Nhưng mà nó sẽ vô ngay cái đợt gọi là Tết Tây của Trung Quốc. Thì nói chung là Tết Tây thì cũng toàn quốc luôn rồi, hiện tại giờ rồi. Thì nhiều khi cái giá nó sẽ không được cao, tại vì cái thời điểm là Tết Tây ai cũng đều nghỉ hết, thì giá cả nó sẽ bấp bênh hơn chút nữa quý con. Còn đối với trường hợp mà mình đẩy màn phủ mà rơi vào khoảng tháng 4, tháng 5 á, thì mình bán thì giá nó sẽ ổn hơn, giá nó sẽ cao hơn. Thì vườn này thì Nam sẽ dự định là cỡ khoảng cơ sau nữa thì Nam sẽ tiến hành là làm mầm cho nó, rồi thì rơi vào tầm khoảng là mùng 10 tháng 4 cho đến gầm tháng 4 là Nam sẽ tiến hành là đẩy màn phủ. Thì sắp tới đây thì Nam sẽ ra nhiều cái clip thêm nữa rồi quý con. Thì về cái vấn đề tiếp theo nữa Nam muốn chia sẻ đến tất cả quý con nông dân chúng ta là gì, vườn này nè thì Nam hiện tại giờ á là Nam cho anh chủ nhà vườn á là nuôi mấy cái bơ nha quý con, nuôi mấy cái bơ lại nè. Tại vì chặn vừa rồi á là ảnh trong năm là ảnh có cắt tỉa cành, ảnh cắt trống lỏng luôn, thì ảnh cắt bỏ mấy cái bơ này luôn, rồi bắt đầu là ảnh không có làm được cái mùa thuận. Thì bắt đầu là Nam cũng khuyên ảnh lại gì là thôi dưỡng cây lại để mình làm cái mùa nghịch luôn. Thì ảnh cũng thống nhất với Nam luôn, hai anh em đều thống nhất lại với nhau là làm cái mùa nghịch. Thì thành ra là Nam kêu ảnh là cố gắng anh ơi, đợt này là phải dưỡng lại giùm em cái bơ này nè, cho cái bơ này nè nó hình thành lại những cái bơ mạch bự, thì sau này á mình sẽ làm bông nó sẽ ra cái lượng gọi là cái lượng mắc cua hoặc là bông nó sẽ nhiều hơn.
Đó, thì còn về cái vấn đề tiếp theo nữa là về cái vườn này á, thì Nam cũng á, là đi dinh dưỡng cho cái cây, cái nhánh này nè, nó được gọi là già quá nghe quý con, nó già quá cái nhánh này nè, đặng cho cái nhánh này sau này nó ra được cái lượng bông nó đạt hơn. Còn đối với trường hợp mà cây tơ á, mà mình làm mùa nghịch á, thì chúng ta không có làm già quá cái cành này nè, hay còn gọi là cái cành này nó còn non quá đúng không, còn non quá đó, thì cái nhà cành này nó sẽ ra bông nó không có đạt chất lượng cho chúng ta, và tỷ lệ bông nó cũng ít nữa. Thành ra là giai đoạn này là Nam hầu như là Nam cho đi là coi như là dinh dưỡng quyết liệt để cho những cái nhánh này nè nó già quá đi, để khi mà mình làm bông thì cái cây nó sẽ đạt hơn, đạt chất lượng hơn. Thì như quý con nông dân mình thấy đó, gốc thì nói chung là cũng khá là ok rồi, bự rồi, nhánh thì cũng đủ chi đủ tài hết trơn rồi nè. Thì giai đoạn này chỉ còn chờ nữa thôi, chờ là chờ đúng thời điểm, đúng thời điểm bắt đầu đúng cơ đọt để mình sẽ xúc tiến xử lý làm bông nghịch vụ. Thì Nam cũng xin mời tất cả quý con nông dân của chúng ta đi khảo sát một vòng nha. Thì vườn này thì nói chung là về cái độ tuổi á, thì 4 năm có. Thì cây này á, thì ngày xưa là trồng trong gập, hồi xưa là ảnh trồng trong cam. Thì ảnh trồng trong cam á, thì cái độ phát triển của cái cây hồi lúc nhỏ đó quý con, thì nói chung là nó cũng không có được gọi là ok cho mấy. Nhưng mà khi mà Nam chia sẻ với ảnh đó là kêu ảnh phá bạc cái cam sành ra, cam sành phá ra, thì bắt đầu là Nam chăm sóc tới ngày hôm nay. Thì về cái độ phát triển cây thì nói chung là nó đã đủ lực, đủ cái dàn lá. Nhưng mà cơ này thì nói chung là Nam chưa làm bông được, Nam sẽ thúc thêm một cơ nữa để nó lọt vô cái mùa nghịch chính cống luôn nữa con, để mình làm cho nó đạt cái hiệu quả. Thì giờ là giai đoạn này là bắt đầu chuẩn bị, thì Nam sẽ cho ảnh gãy phân hữu cơ. Gãy phân hữu cơ thì gãy phân hữu cơ thì Nam sẽ gãy đó là một gốc này cỡ khoảng 5 kg phân hữu cơ viên. Thì phân hữu cơ viên thì Nam sẽ gãy là cái phân hữu cơ bao 20 kg nhập của Hàn Quốc nha mấy con. Thì một gốc này là khoảng 5 kg. Rồi khi mà gãy xong hữu cơ xong rồi thì cỡ khoảng 3 ngày 4 ngày sau thì Nam sẽ cho tiến hành là ảnh tưới lại cái dàn thuốc thùng. Thuốc thùng thì Nam sẽ tưới là cái xô gel Xeren cộng với cái cacu kẽm, thì một xô cộng với 4 gói, tưới cho cỡ khoảng là 100 gốc. 100 gốc. Rồi bắt đầu là xong rồi khoảng 10 ngày sau thì Nam sẽ đi lại thằng 20-20-15 với DB lại cái nữa con. Thì bắt đầu là cho nó kéo cơ đọt mạnh ra cái, là cơ đọt đó là bắt đầu là cặp lá đầu tiên nó lụa đó, là bắt đầu tiến hành mình sẽ xử lý làm bông. Như chẳng hạn một số anh em hỏi Nam á, là giai đoạn nào là bắt đầu mình sẽ gãy lăng, thì thường á là Nam á là cái cơ đọt như thế này nè. Nè, cái cặp lá này là nó lụa nè, cặp lá này nó lụa nè, là bắt đầu Nam sẽ tiến hành là gãy lăng. Lăng nghe quý con, lăng cộng với 16-10-10. Thì một bao lăng Nam cộng với 1 kg 16-10-10, Nam trộn đều lại một gốc này, Nam gãy cho nó 5 kg lăng. 5 kg. Đó, thì cặp lá như thế này là bắt đầu mình sẽ gãy lăng nè. Một số anh em hổng gài á thì có hỏi Nam là Nam ơi cái cặp lá như thế nào, thì bắt đầu mình biết tiến hành là mình gãy lăng để tạo mầm. Thì đây là cái cặp lá này nè, nó vừa mở ra nó lụa như thế này, thì bắt đầu Nam sẽ tiến hành là gãy lăng với 16-10-10 theo như công thức Nam nói nãy đó, là gãy một gốc khoảng tầm khoảng là gì 5 kg. Khi mà gãy xong rồi mình tưới nước 2-3 ngày liên tục nha quý con, để cho lăng với 16-10-10 nó tan ra để cây mình hấp thu được á. Rồi bắt đầu là khi nào mình biết lên thuốc tạo mầm, khi nào lên thuốc tạo mầm, cái này nó cũng rất là quan trọng nha quý con. Đối với trường hợp sầu riêng á, khi mà muốn lên thuốc tạo mầm á, là chúng ta phải nhìn vào cái màu lá, nhìn vào màu lá như thế nào. Như chẳng hạn nè, cái cặp lá này là nó lụa lại, nó lụa già nè, thì lá này nè bắt đầu chuẩn bị nó mở ra, như lá này nè, lá này nó mở ra kiểu này nè, là bắt đầu mình sẽ xịt thuốc tạo mầm mà nữa quý con. Chứ còn như chẳng hạn là gì, những cái đọt mà nó còn những cặp lá kép đó, những cặp lá kép như thế này nè, là quý bà con nông dân của mình phan hết xịt tạo mầm nè, vì là xịt tạo mầm không được nè. Tại sao? Nếu mà xịt vô là cái này nó sẽ bị cháy, nó sẽ bị rụng luôn đó, nó rụng luôn. Thành ra là nhiều khi một số bà con nông dân chúng ta trong cái quá trình phun tạo mầm á, chúng ta chưa xác định được cái thời điểm, cái cơ đọt cặp lá như thế nào chúng ta xịt tạo mầm á, thì nó dẫn đến tình trạng là nó còn cái chà rất là nhiều. Còn đối riêng Nam á, thì Nam xịt tạo mầm á, Nam phải quan sát kỹ trên nhà vườn của chúng ta, cặp lá nó phải mở hoàn toàn, cặp lá nó phải mở hoàn toàn như thế này đó. Thì bắt đầu là chúng ta sẽ tiến hành là phun tạo mầm nè. Đó, phun tạo mầm giai đoạn này nhằm mục đích là gì, cho lá này nó già lại nè, nó già nhanh lại, và cái đỉnh sinh trưởng này nè nó bị đen đi, nó bị đen đi, thì nó ngừng cái sinh trưởng thì bắt đầu là gì, cây của chúng ta nó phải chuyển qua cái giai đoạn gọi là sinh sản. Đó là cái mà Nam muốn chia sẻ ngày hôm nay. Thì tại vì có những anh em cũng bình luận vào kênh á, thì cũng hỏi Nam á là Nam ơi xác định cái cơ đọt như thế nào là mình gãy lăng tạo mầm. Thì sẵn tiện đây thì đây Nam cũng quay luôn, quay gỡ đến tất cả anh em chúng ta.
Thì nói chung là cái sầu riêng á, là nếu mà trường hợp làm bông á, thì chúng ta phải xác định được cái gọi là cái thời điểm, thời điểm mà gọi thường thường Nam nói là cái thời điểm vàng á, để mình xác định được cái thời điểm vàng để mình gãy lăng tạo mầm á, nó cũng khá là quan trọng. Và cái thời điểm để chúng ta xịt tạo mầm nó cũng khá là quan trọng luôn đó. Thì vườn này thì như quý con nông dân mình xem nè, cái dàn lá bữa nay thì nói chung là khá là ổn rồi, ổn rồi đó. Về cái vấn đề mà mình quản lý sâu gầy thì ok rồi. Dinh dưỡng thì ở đây thì bắt đầu là giai đoạn này Nam đi một đợt dinh dưỡng quyết định cái nữa, là để chuẩn bị mình sẽ làm bông đó, để chuẩn bị làm bông nữa rồi. Cây thì nói chung là lá dàn lá này nọ thì ảnh quản lý về cái vấn đề rầy thì khá là ok rồi. 7 ngày ảnh xịt một lần, 7 ngày ảnh xịt một lần. Thì sầu riêng nhiều khi anh em nói á, trồng sầu riêng á mà xịt kiểu này rồi sao sống thọ. Thì nói chung là mình nói hôm nay với anh em như thế này, những anh em nào chưa có trồng sầu riêng á thì chưa có biết được cái vấn đề. Thì khi sầu riêng á, một cái cơ đọt sầu riêng á mà mình không quản lý cái vấn đề rầy á, để cho rầy nó đánh nó gây hại á, thì cái cây sầu riêng đó đó chúng ta mất ít gì tầm khoảng từ 3 tháng chờ chúng ta mới phục hồi cái cây lại. Còn nếu như cây sầu riêng của chúng ta quản lý được cái đối tượng rầy xanh gây hại, cặp lá nó ra mưng mởn tốt, thì cái cây của chúng ta về cái độ sinh trưởng nó phát triển rất là nhanh. Còn đối những vườn nào mà chúng ta để cho gầy nó bị tấn công, nó gây hại rồi làm cho lá gầy nó tấn công vô, thì bắt đầu là gì, làm cho vấn đề tiếp theo nó là cháy lá, cháy bìa lá, rồi bắt đầu nó rụng đi, thì thành nó còn cái chà. Thì cây đó chúng ta phục hồi lại ít gì từ 3 tháng chờ 4 tháng luôn chừng nữa quý con, thì cây nó sẽ bắt đầu nó mới sinh trưởng phát triển lại được. Như quý con nông dân mình thấy là cái những cái vườn mà gọi là chuẩn bị làm bông á, là chúng ta làm sao mà chúng ta giữ quyết liệt cái cơ đọt, để cho cái cây sầu riêng của chúng ta làm sao nó giữ được nguyên cái dàn lá xum xê, thì cây chúng ta làm bông nó mới đạt được, đối với trường hợp cây sầu riêng. Chứ không phải là cây ăn trái khác á, thì quý con nông dân của mình á, thì có thể là mình dưỡng lay gai. Còn đối với cây sầu riêng á, là chúng ta làm sao phải cho cái cây của chúng ta nó phải đủ cái dàn lá, thì cái cây đó sau khi mà xử lý làm bông á, thì nó mới đạt được cái chất lượng nha quý con. Còn sầu riêng mà thiếu cái dàn lá, chúng ta làm bông á, cây nó khi mà trong cái quá trình gọi là xiết á, xiết nước nè, rồi phun tạo mầm nè, rồi cây của chúng ta nó sẽ có hiện tượng là nó sẽ si cây luôn, có trường hợp là có thể là chết cây luôn, đối với trường hợp những cây si. Bởi vì hình ra là trước khi làm bông á, Nam cũng khuyên quý con nông dân của chúng ta á, là trong cái giai đoạn như hiện tại giờ là như là bữa nay là coi như cũng gần đầu tháng 3 rồi, cũng gần đầu tháng 3 âm lịch rồi, thì giai đoạn này những vườn nào mà vườn tơ mà khoảng 3 năm mấy đó, mà chuẩn bị mà tháng 9 tháng 10 này mình làm bông đó, thì bà con nông dân của chúng ta cố gắng làm sao phải chăm sóc quyết liệt để cho cây của chúng ta gọi là nó đủ cái dàn lá để chuẩn bị là tháng 9 tháng 10 chúng ta xử lý làm bông. Còn đối với những anh em làm mùa nghịch đó, thì giai đoạn này là cái giai đoạn gọi là mình đã phục hồi là dưỡng đọt dưỡng này nọ thì nó đã trải qua rồi. Tại giai đoạn này mà nếu mà trường hợp mà muốn làm mùa nghịch mà cây của chúng ta mà nó hơi thiếu bộ lá đi thì cũng làm không được luôn, cũng là không được. Tại vì cây mà thiếu bộ lá thì tháng 4 quý con nông dân mình đậy bằng phủ là đậy cũng không được đâu. Cây đậy cái là quay ngang nó bị gọi là nó bị cháy rễ đi, nó sốc, bắt đầu cây của chúng ta nó si. Nếu mà nặng quá là cây có thể chết luôn quý con. Thì hôm nay thì sẵn tiện đây thì nói chung là Nam muốn quay clip để chia sẻ với tất cả quý con nông dân của chúng ta. Thì về cái vườn sầu riêng này thì ảnh trồng là toàn bộ là ghi 6, nhưng mà trong đây á thì nó cũng có vài cây hàng thái, cũng có vài cây, nói chung là cũng có ít à chứ không nhiều. Thì giai đoạn này thì bắt đầu là mình sẽ tiến hành là nuôi lại đó, thúc cho cái dàn đọt nó ra đó, thì tập trung nuôi đọt để cho nó đủ cái dàn đọt, rồi bắt đầu là nhánh bọng. Như quý con nông dân mình thấy là hiện tại giờ nè, như cây này nè, cây này bắt đầu là nhánh nó nói chung là nó cũng đã gọi là ok rồi, bự rồi. Thì cây này bắt đầu là mình làm bông làm trái thì cũng đạt chất lượng rồi nữa quý con. Nhánh nó bự rồi nè. Đó, thứ hai nữa là nhánh nó già quá nè. Nó già quá thì khi mà cái nhánh nó già quá thì khi mà chúng ta làm bông á thì nó sẽ ra được cái lượng mắt cua hoặc là lượng bông sau này nó ra khá là nhiều. Nó ra không phải sập sòn. Còn đối với trường hợp vườn tơ mà chúng ta làm bông, thường thường vườn tơ á năm đầu tiên á nó sẽ xảy ra một cái trường hợp đó là gì? Cái cây của chúng ta nó ra bông nó ra không được đều, là do nhiều khi nhiều cái yếu tố lắm. Thứ nhất là cái gì? Về cái lượng mà chúng ta tạo mầm chưa tới nè. Cái thứ hai nữa là về cái vấn đề là cái gì? Nhánh của chúng ta nó cũng gọi là chưa có già quá đó, nó còn non quá, cái nhánh nó còn non quá. Thì cái nhánh sầu riêng mà nó còn non quá đó, thì quý bà con nông dân mình biết đó, là nó cái tỷ lệ mà nó ra bông nó rất là hiếm.
nó hiếm lắm, tại vì cái nhánh đó là cái nhánh nó còn đi sinh trưởng chứ không phải là sinh sản. Như những vườn mà Nam tiếp nhận á, những vườn mà Nam tiếp nhận Nam làm bông á, thì Nam sẽ cố gắng đi những cái dòng mà gọi là dinh dưỡng để cho cái cây của chúng ta nó được già quá nhanh lên, thì cái nhánh nó được già lên, thì khi đó chúng ta làm bông thì nó mới đạt được cái chất lượng nữa con. Thì đây là vườn, thì nói chung là cây cối này nọ thì như quý con nông dân mình thấy là nhánh thì cũng ok hết trơn rồi nè. À, nhánh cũng đều 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 hết trơn rồi nè. Giờ là chủ yếu là nuôi bơ. Đó, thì ở đây á, thì một số anh em cũng có tranh luận với Nam, thì cũng nói như thế này, nói là làm bông á, trước khi làm bông á là sẽ cắt bơ bỏ, cắt cái bơ này bỏ nè, hay còn gọi là cái nhau á, nhánh nhau. Thì theo như riêng Nam á, thì Nam phiên những anh em là khi làm bông á, là chúng ta làm sao làm chúng ta chừa lại dùm cho Nam cái nhau này, cái nhau nè, chừa lại để mục đích là gì? Cái nhau này á, khi mà chúng ta xịt thuốc tạo mầm á, nó sẽ cái nhau này nó hấp thụ rất là nhanh, nó hấp thụ ở đây nó truyền lên cái nhánh của chúng ta, cái nhánh của chúng ta nó ra được cái lượng mắc cua nó sẽ đạt hơn. Còn đối với trường hợp mà vườn mà khi mà trước khi xử lý làm bông á, mà anh em cắt cái nhau này nè bỏ đi rồi chúng ta bắt đầu xử lý làm bông á, thì cái tỷ lệ nó ra gọi là mắc cua á, hoặc là ra bông á, nó vẫn có chứ không phải là không có, nhưng mà nó ra kiểu hình thức là nó ra không được đồng loạt trên nhà vườn chúng ta. Còn đối với trường hợp vườn nào mà giữ được cái nhau này khi mà chúng ta xịt làm bông nè, xịt tạo mầm cho nó hai cử xong rồi, chúng ta lên cử bạc lo, đậy màng phủ xong rồi lên cử bạc lo xong rồi, bắt đầu khoảng 5 ngày sau đi cắt cái nhau này bỏ đi, thì cái vườn của chúng ta nó ra mắc cua gọi là nó sẽ điều hơn. Thì nói chung là mỗi người thì mỗi cái kỹ thuật khác nhau. Còn riêng Nam á, thì Nam sẽ khuyến khích cho những nhà vườn của bên Nam á, là sẽ chừa lại những cái nhau này để mà mục đích là gì? Khi mà chúng ta phun tạo mầm á, thì cây của chúng ta nó hấp thụ rất là nhanh, để nó sẽ ra được cái lượng mắc cua gọi là nó đồng đều đồng loạt trên nhà vườn chúng ta, để sau này chúng ta quản lý về cái vấn đề bông rồi thụ phấn rồi đậu trái nó cũng dễ nó quý con. Còn đối với trường hợp mà sầu riêng mà nó ra kiểu hình thức mà ba cổ bốn cổ ngăn, thì quý con nông dân mình biết rồi, rất là cực luôn, cực về cái khâu mà dưỡng bông, rồi cực về cái khâu mà đi thụ phấn, rồi cực về cái khâu mà đậu trái, nói chung là nó nhiều cái giai đoạn lắm. Và thành ra là gì, Nam thì Nam làm cho những nhà vườn sầu riêng của bên Nam á, là Nam làm sao cho nó ra được gọi là đồng loạt nhất có thể, để cho nhà vườn của chúng ta về sau này khỏe về cái khâu sau này, rồi đi lãi bông bỏ nè bớt nè, rồi đi thụ phấn ban đêm nó cũng dễ dàng nè. Thụ phấn thì trong vòng khoảng 4 đến 5 ngày là dứt điểm trên vườn, rồi chúng ta phun đậu trái này nọ nó cũng dễ nữa. Thì thôi, thì nói chung là cũng chưa rồi, thì Nam cũng kết thúc video tại đây. Nam cũng cảm ơn tất cả quý con nông dân nhà vườn của chúng ta trong thời gian vừa qua cũng đã đăng ký kênh ủng hộ dùm cho Nam. Mọi thắc mắc hay là cần hỗ trợ kỹ thuật, quý con nông dân chúng ta cứ việc nhắc máy lên, điện vào số điện thoại của bên Nam. Bên Nam sẽ hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn kỹ thuật cho quý con nông dân của chúng ta để xử lý làm bông, nuôi trái, nuôi bông, nuôi trái như thế nào để cho nó đạt được cái hiệu quả cao nhất nha quý con. Thôi, Nam chào tạm biệt nha.